lỗi là món bánh lộn, bánh lộn với bánh tiết rang này không phải tiết rang của mình. Thôi nó bị rớt mạng thì chúng ta à. Thôi nó bị rớt mạng thì chúng ta nhanh chóng lại cùng mình. Dạ, chúng tôi là đại biểu Ngọc Nguyễn, trân trọng kính chào ngài Đại Thiên Sứ Lê Quốc Công, Tổng thống thủ khoa toàn phần đệ tam Việt Nam Cộng hòa Đại Minh Quân, kính yêu muôn đời của dân tộc Việt Nam, và ngài đệ nhất phu nhân kính yêu với quý bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc và người Việt yêu nước toàn cầu, thương mến cùng nguyện. À, chúng ta phải nhanh chóng dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 2021, chúng con và người Việt toàn cầu đồng kính lạy đấng tối cao trời Phật, Thượng Đế Hồng Thiên Sông Núi xin phù hộ cho chúng con, kính xin bảo vệ và che chở cho nước Việt và đồng bào thương yêu quốc nội của chúng con được thoát hòa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Kính xin bảo vệ ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống thủ khoa toàn phần Đào Minh Quân kính yêu của chúng con và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Kính xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Thánh Đức. Kính xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần kính yêu của chúng con đã tuyên xưng. Và dạ, chúng ta đã dừng lại cùng nguyện xong thì bây giờ xem như là vui lắm. Chúng ta chỉ còn làm sao mà cho tất cả những người Việt Nam nên trưng cầu ý hết, để ai cũng có công với lại cái việc mà giải thể cộng sản và đủ tàu về phương Bắc đó.
Chứ còn cái vấn đề mà chúng ta đã được tòa án môi trường quốc tế tuyên bố như vậy rồi đó, là coi như là cái đoạn kết của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã là rất là ngoạn mục rồi. Cho nên người dân cứ yên tâm, cứ bình tĩnh, vì khi mà tòa án môi trường quốc tế người ta phán quyết là coi như là không có còn một cái trở lực nào mà nó ngăn cản được là ngài Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa Minh Quân đã không còn cái chuyện gì để lo nữa hết. Coi như cái vấn đề tranh đấu xây dựng cho ngài về nước là xong hết rồi. Chúng ta chỉ mong mà thoát Hòa Cộng sản, đổi tay phương Bắc. Chứ chúng ta đâu có tưởng tượng được rằng bây giờ mình còn là chủ nợ của Tàu Cộng, chủ nợ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và còn bắt Tàu Cộng đã đền cho mỗi người dân 10.000 đô la sau khi mà ai đã trưng cầu dân ý rồi. Tức là chúng ta đã ngoài cái sự thành công, ngoài cái sức tưởng tượng rồi. Chúng ta không có còn cái gì nữa trơn. Bây giờ là mình muốn là ai cũng có công, ai cũng được thưởng, ai cũng được hưởng hết là thôi. Còn cái vấn đề mình về, cái vấn đề mà mình xây dựng lại đất nước nó nhanh hay chậm là do người dân. Và mình muốn nhanh thì phải nhiều người trưng cầu dân ý, nó là vậy thôi. Mình không có muốn bình mới rượu cũ, mình không có muốn cái công việc mà phải tranh đấu mấy chục năm của ngài mà nó phải có một cái vấn đề mà cản trở gì sau này hết trơn á. Thì là chúng ta phải nên đợi một chút cho nhiều người trưng cầu như thế nào tốt chừng nấy, hoặc là cả nước trưng cầu hết chừng nào tốt chừng nấy đó. Còn người nào đã trưng cầu như ý rồi là các bạn cứ bình yên, các bạn hoàn toàn được bảo vệ 100% rồi. Bây giờ chúng ta là công dân Đệ tam Việt Nam Cộng hòa rồi, chúng ta chắc chắn sẽ được hưởng những cái sự bảo vệ và được hưởng những cái quyền lợi trên quê hương Việt Nam. Thì chúng ta còn những người Việt Nam người ta bị bưng bít, người ta bị nhồi sọ, người ta chưa có hiểu rõ về cái đời sống của thế giới văn minh, thế giới tư bản, người ta không có biết là cái cuộc chiến bây giờ đó, nhất là cái nạn mà cái con virus này đó, nó mới là một cái bằng chứng cho tất cả những người trong cộng sản thấy được cái sự thiệt thòi của mình trước cái xã hội tư bản. Trong khi các nước tư bản người ta không đi làm ta có tiền, người ta đi bệnh viện không tốn tiền, lại gì cũng không tốn tiền hết trơn, người ta được bảo trợ đầy đủ hết. Còn trong cộng sản có một người dân cộng sản nào mà được tài trợ trong vấn đề mà con virus này không? Thậm chí là các nước khác người ta còn giúp tiền nữa, mà họ cũng bỏ túi hết, họ đâu có chi cho người dân xu nào, thấy không? Thậm chí bây giờ mà những người nào mà bị cách ly đó, hình như còn phải đóng tiền cơm nó mới chết chứ, phải đóng tiền cơm nữa. Thì chúng ta thấy là bằng mọi giá họ chỉ biết rút rỉa đồng tiền của người dân, cho dù người dân bây giờ khổ quá rồi họ cũng nhất định họ rút rút chừng nào mà coi nó còn là mà không còn cái gì hết họ mới bằng lòng. Tại vì họ biết là cái ngày tàn của họ đến rồi, họ không có, họ phải còn cái cơ hội là họ cứ làm thôi, cứ rút rỉa thôi, cứ bóp cổ người dân thôi. Mà người dân cũng còn chưa có chịu thấy mình bị thiệt hại trước cộng sản nữa, thấy không? Chứ phải chi mà nó mà lừa đảo thêm một chút nữa đó, nó trở mặt cái nó tốt với người dân, nó lo cho người dân, thì không biết người dân còn mê muội tới cái mức độ nào. Mai là nó càng ngày nó càng tìm cách để mà nó bóp cổ người dân, nó lấy tiền của người dân. Thậm chí bây giờ mà cách ly cũng phải đóng tiền ăn nữa, đóng tiền cơm nữa. Đã cách ly là không có làm việc được rồi mà còn phải đóng tiền ăn cái phần ăn của mình nữa, rồi là đủ biết là nó bóp cổ người dân tới cái mức độ nào, thấy không? Cho nên chúng ta phải thương những người mà chưa có biết về chế độ của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa.
chưa có biết về cái các chế độ tư bản người ta đang lo cho người dân của người ta như thế nào. Ví dụ như Ngọc Nguyễn là bán ít người ta cũng cho mình tiền thêm chứ đâu phải. Còn nếu mà mình không bán là người ta cho mình nhiều luôn á. Nhưng mà tại vì cái tánh của mình là không có thích ở không. Với lại mình muốn mình sử dụng cái đồng tiền mình làm ra thôi. Chứ còn nhiều người người ta còn không bán, người ta đóng cửa đặng người ta lãnh tiền nữa. Đó. Cho nên cái thời gian này là cái thời gian cho các nước mà thành cộng sản đó phải thấy rõ cái sự thiệt hại của mình trước cái xã hội các nước tư bản, thấy không? Bây giờ thì chúng ta đã hoàn toàn thắng kiện trước tòa án môi trường quốc tế, chúng ta đã được song hành với nước Mỹ, chúng ta đã được 27 nước Liên Hiệp Châu Âu ủng hộ, chúng ta cũng được Liên Hiệp Quốc tin tưởng hơn cộng sản, cho nên mới mời chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để ta về xây dựng chương trình nhân sự. Rồi tổng thống của chúng ta là từ khi thủ tướng đã đọc chủ quyền Biển Đông năm 2010 tại thư viện nước sông đó. Rồi tổng thống chúng ta đã ký sắc lệnh cho các nước vào Biển Đông, là coi như là chúng ta đã hoàn toàn chủ quyền đất nước Việt Nam từ 2010 lần, chứ không phải tới giờ này. Nhưng mà tại vì đó, cái người dân mình chưa có nhìn thấy, tới giờ này người dân cũng còn chưa có nhìn ra hết cái bọn cộng sản này nó là lưu manh, nó là cướp mà miền Bắc, nó là cướp miền Nam, nó coi thường cái hiệp định Paris, nó coi thường cái hiệp định Geneva. Cho nên chúng ta phải đợi cho những người đó họ thức tỉnh. Và trong cái thời gian chờ đợi mấy người đó thức tỉnh, không phải mình ngồi không, thì trong chính phủ cũng phải nỗ lực học hành cho nó tốt hơn, cho nó giỏi hơn, nặng mày về mà làm việc cho người dân, chứ cũng không có phải là ngồi không. Đó. Ví dụ bây giờ trong chính phủ là những người là không phải là chuyên nghiệp, những người mà tự phát vì cái tình yêu nước rồi ra đứng ra, ví dụ như là làm truyền thông rồi làm dân vận các thứ thì cái nọ đó đều là những người chưa có học những cái khóa đó, chuyên nghiệp đó. Cho nên chúng tôi trong thời gian mà đợi người dân mà bầu cử thêm trưng cầu dân ý thêm đó thì chúng tôi cũng phải học, chứ cũng không có phải là ở không. Học cho mình hiểu thêm, mình biết rõ hơn để mình về mình giúp cho người dân á, người ta dễ thấy hơn, người ta dễ hiểu hơn. Và cái điều mà chúng ta thấy được đó là làm sao mà cho người dân qua cái con virus này nè là thấy rõ là mình là bị thiệt hại, mình không được chăm sóc, không có được lo gì hết. Còn các nước tư bản người ta sướng thứ một, người ta không làm, người ta có lương, người ta được mà bảo trợ các thứ thuốc men không có tốn gì hết. Còn ở trong nước là thậm chí mà mình bị cách ly mà còn phải đóng từng cơm nữa, tiền đâu mà đóng. Người dân phải nhìn ra những cái điều đó, chứ đừng có để mà họ bóp cổ mình là mình cứ lè lưỡi ra, họ bóp cổ tới chừng nào mình hết thở thôi, thì mình hết thở thôi rồi mình còn sống thêm nữa mà mình thấy cái gì, mình đòi được hưởng cái gì, thấy không? Cho nên chính phủ á là rất mong người dân phải nhìn, phải nghe, nhìn cái đời sống nước ngoài của người ta, nhìn phải nghe những cái chuyện của nó ở nước các nước tư bản, và phải thấy những cái mà mình bị thiệt hại đối với cộng sản, cũng như mình cũng phải thấy cái âm mưu của Tàu Cộng, nó phải bỏ ra cả trăm năm để nó từ 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 nó mỗi một ngày nó tiến một chút, nó tiến một chút, mỗi một ngày nó rút một chút, nó rút một chút. Giống như trong cái con thờ cơ thể mình nó có 10 lít máu đi, cứ mỗi ngày nó rút ra một chút 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 gì đó, rồi từ từ mình không còn máu, rồi cái trí huệ mình nó không có, để mà mình không có nhận định được cái gì hết. Rất may là chúng ta có được một ngày tổng thống tài trí thần kỳ như vậy. Chúng tôi cứ tưởng tượng giống như là ngày học hết cho người dân vậy đó.
mình phải gánh hết cho người dân vậy, chúng tôi tưởng tượng như vậy đó. Chứ nếu không mà làm sao mà chúng ta được tòa án môi trường quốc tế người ta phán xử một cách công minh như vậy. Người ta còn cho chính phủ có quyền truy nã những cái tên là xã cộng sản này nữa, thấy không? Nhưng mà tại vì người dân không có chịu nghe những cái thông tin chính phủ, thành ra mới ít có người biết. Và tại vì người dân vẫn còn sợ cái bọn cộng sản mà man rợ này, đặc biệt là các anh em cộng sản đó, phải thấy là cái bọn tàu cộng nó man rợ tới cái mức độ mà dân nó cũng biết, dân nó cũng mổ bụng lên lấy gan lấy tim nữa, thì mình là cái gì, thấy không? Mà mình không thừa thắng xông lên, đáng lẽ ra là bây giờ mình ở trong cộng sản mình phải chịu kìm kẹp bởi cái tàu cộng, mình phải cho người đi tìm kiếm chính phủ đặng mình gặp, đặng mình nói chuyện, đặng mình được giúp đỡ, chứ không phải mà tới cái mức độ này mà vẫn còn ngoan cố, vẫn còn muốn đi hàng hai hàng ba. Tại vì các bạn sống trong một cái đất nước nó không có luật pháp, nó quen rồi, các bạn cũng không có biết tôn trọng luật pháp. Chứ còn bên đây mà người ta mà không ai mà dám đụng tới luật pháp hết đó, người ta rất là tôn trọng luật pháp, người ta không dám đụng chạm đến. Cho nên người dân phải biết được cái sự phán quyết của tòa án môi trường quốc tế là ngài tổng thống đồng minh quân là chủ nợ của tàu cộng 38.000 tỷ, và năm tên đầu sỏ cộng sản ở miền Bắc, năm tên đầu sỏ cộng sản ở miền Nam ở vùng Đồng Tháp đều phải nợ và phải trả cho ngài tổng thống của chúng ta mỗi một tên đó là 20 tỷ Mỹ kim đó, 20 tỷ là tới 20 triệu lận, 20 triệu lận, nó gấp đâu gấp 10 lần như vậy đó, gấp trăm lần chứ, nó gấp trăm lần như vậy đó. Là biết bao nhiêu tiền không? Và tiền nó để làm gì? Tiền nó để lo cho dân chứ ngài đâu có, ngài đâu có thèm lấy làm gì. Ngài còn bán hết gia sản của ngài ra để mà ngài lo cho những người trong trại tị nạn nữa. Ngài đâu có phải là ngài làm ra tiền cho ngài đâu. Ngài làm ra tiền để cho người dân hưởng. Người dân muốn hưởng thì phải trưng cầu dân ý thì mới được hưởng, nó có như vậy thôi. Không có cực khổ gì hết trơn đó. Mà nếu người dân mà chậm trưng cầu dân ý thì là chính phủ chậm về. Chính phủ chậm về thì chỉ có những người mà bệnh đau trong nước khổ, hay là thất nghiệp trong nước, hay là những người nghèo trong nước khổ. Mà cái điều đó đó là cái điều cho những người cộng sản Việt Nam phải mau mau thực hiện, cho người ta thấy là mình bây giờ mình hiểu biết rồi, mình không có bị lừa gạt nữa. Mình đã biết cái tên Hồ Chí Minh này nó là Tàu Cộng rồi, mình cũng biết là Tàu Cộng nó ác như vậy đó, cho nên giờ nó mới bị phạt tới 38.000 tỷ, thấy không? Giờ nó đang chịu những cái mà áp lực của các nước ở ngoài Biển Đông. Chứ nếu mà chính phủ chúng ta đó mà không có ký sắc lệnh cho những cái nước đó ngoài Biển Đông đó, thì là chúng ta biến thành quận lỵ của Tàu Cộng lâu rồi. Các bạn không biết là ngài bảo vệ người dân tới cái mức độ nào đâu, các bạn không có hiểu được đâu. Ngài chưa có về mà ngài bảo vệ được hết rồi, cộng sản là coi như không có quyền lực gì rồi. Chứ không thì để cái cuộc bầu cử kỳ này đó mà người dân tự do mà miễn bầu cử được như vậy, thấy không? Họ đi xuống nhà họ kêu không được, họ xách xe họ chở tới phường, rồi họ cầm những cái thẻ cử tri tới nhà người dân, họ hỏi tên rồi họ tự động họ ghi luôn, chứ người dân khỏi có khỏi cái cần làm gì trên đó. Cho nên chúng ta phải nhìn những cái việc làm đó nó vô phi, nó vô pháp luật như vậy, nó vô pháp như vậy. Có ai mà đi bầu mà lại có người tới đem giấy tới rồi chỉ có hỏi cái tên, họ ghi cái tên mình vô rồi họ tự động họ bầu cho mình luôn, họ bầu cho mình luôn, thấy không? Chúng ta phải biết là cái xã hội cộng sản đó là đã bị
thế giới người ta đào thải rồi, mà tại vì cái người dân mình không có chịu đào thải, không có chịu bỏ nó ra, người dân mình bỏ cái đầu cái cộng sản, người ta chỉ bằng một cách là cầm cái điện thoại lên trên đầu dân ý có mấy phút mà vô bấm vô đúp về đúp về đúp về đúp không à, trên cầu dân ý viết tắt phải viết chữ nhỏ là chữ tcgy.com rồi xong, hoặc là chấm us, chấm us là xong. Cái đó là dễ nhớ nhất đó, cho nên chúng tôi không muốn nói những cái nick khác. Đúp về đúp về đúp về đúp trưng cầu dân ý viết tắt viết chữ nhỏ là chữ tcgy chấm us rồi xong. Rồi mình vô mình điền tên của mình rồi là tự động mình có cái số thôi, chứ đâu có làm gì khó đâu. Mà mình phải làm, tại vì á chắc chắn là Đại Tam Cộng Hòa về thì trước hay sau gì mọi người sống trên cái đất nước Việt Nam sau này do cái sự quản lý của Đại Tam Cộng Hòa, thì mình chưa có phải là công dân Đại Tam Cộng Hòa thì mình cũng phải học, mình cũng phải học rồi mình cũng phải thi thì mình mới được quyền lợi, chứ không làm sao mình có quyền lợi. Nó đâu phải như trong cái xã hội cộng sản mà tôi bưng cái thúng tôi đi bán, hay là tôi xách cái xe Honda tôi chạy ngay xong ra ôm, hay là đi quân đề, hay là bán cái gì vớ vẩn gì đó đâu có. Người dân phải coi những cái phim ở ngoài đó, coi có thấy ai bưng cái rổ đi bán ngoài đường không, coi có ai chạy xe ôm không, có ai mà làm một cái việc gì mà riêng tư ở nhà mà không có khai báo không. Các bạn phải tập làm quen với cái đời sống mới để chúng ta mới dễ dàng thích nghi với cái đời sống mới. Chúng ta cái thời gian mà chưa về của Đại Tam là cái thời gian cho những người dân hiểu biết về tiểu sử của tổng thống. Mình phải biết cái người tổng thống này tài giỏi tới như vậy, khổ vì dân, lo vì dân như vậy thì mới có được cái sự thành công, chứ không nghĩ làm sao mà lật đổ được cộng sản với tàu cộng, thấy không? Mình phải biết cái công của ngài thì mình mới biết thương ngài, mình mới quý ngài, mình mới tin ngài, thì mình mới cố gắng học những gì mà ngài cho mình đó. Chứ mình không biết cái ông thầy mình ra sao hết sao mình tin được, phải không? Cái ông thầy của mình phải nổi tiếng ai cũng biết hết thì mình mới tin. Và tổng thống của chúng ta là nổi tiếng trước toàn cầu rồi, ai cũng biết tổng thống là giỏi coi như là thủ khoa về điện toán rồi, thấy không? Mà mình không biết. Mình có người thầy giỏi mà mình không biết, cho nên ông bà mình nói là bụt của nhà không có thiên là vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải học, là tại vì trong cộng sản mình đâu có được học. Trong cộng sản á, nó chỉ cho mình đi ăn đi nhậu, đi đua đòi với nhau, đánh quần đánh áo mà điện thoại này cái nọ, chứ nó đâu có dạy mình về cái vấn đề mà có kiến thức giống như các nước tư bản để mà mình thích hợp với lại các nước văn minh, nó đâu có dạy cái đó. Cho nên chúng ta cũng biết được là những người ở trong cộng sản mà đi ra nước ngoài đều phải học lại hết, cho dù có bằng bác sĩ kỹ sư gì bên đây thì qua bển cũng học lại hết. Nhiều khi cái bằng bác sĩ bên đây qua bển nó học có bằng y tá học còn không nổi nữa. Cho nên nó mới có nhiều người người ta liều mình, người ta đi ra nước ngoài để người ta mới có một cái tương lai. Và ngay cả những người cộng sản họ cũng không có muốn ở trong nước luôn nữa. Những người cộng sản họ cũng muốn ra nước ngoài ở, chứ họ đâu có muốn ở trong nước đâu. Tại vì cái đời sống của mình nó không có văn minh, nó không có được bảo vệ gì hết. Họ chỉ có ở trong nước để họ vơ vét tiền của người dân thôi, chứ họ không có mà có trách nhiệm với người dân hết. Mà họ còn trông cho thằng Tàu nó mau tới đó, mà họ giao là cái đó cho thằng Tàu nữa.
Chứ không phải là họ sợ thằng Tàu qua đâu. Chúng ta sợ mất nước. Nhưng mà thằng Tàu nó không có sợ. Thôi nó thằng Cộng sản nó đâu có sợ. Tại vì bây giờ nó nhiều tiền quá rồi. Nó còn trông cho cái thằng Tàu nó qua đó. Nó điều hành cái đất nước này đi. Để cái nó rảnh nợ nó mới đi đến những cái chỗ mà nó gửi tiền, nó giấu tiền đó. Mà nó mới là tha hồ mà nó hưởng thụ, nó ăn, nó nghĩ là nó ăn tới đời ông người cha nó cũng chưa có hết nữa. Nhưng mà nó đâu có biết là bây giờ là thế giới nó không có giống như cái thế giới trước nữa. Bây giờ là ta là một cái thế giới văn minh, và người ta đang chuẩn bị phải có một cái nền hòa bình trật tự cho thế giới, không có cộng sản đó. Rõ ràng người cộng sản làm sao mà khôn hơn mấy cái người tư bản được, thấy không? Toàn là đi ăn cắp của người ta không, chứ có chịu học đâu mà khôn. Cho nên chúng ta cũng phải biết được là ông bà mình nói rồi đó, người khôn thì nó khỏe mà người dại thì đánh đòn. Thì sau những cái thông cáo một cái chính phủ ra rồi đó, rồi tới khi chính phủ về đó thì lại đừng có nói là sao tôi không biết. Đừng nói sao tôi không biết là tôi không hiểu được cái nọ ha đó. Tại vì anh là người Việt Nam, mà cái đất nước Việt Nam của anh nó sắp trở thành một quận lỵ của Tàu Cộng rồi, mà anh không có chịu tìm hiểu một cái có một cái động lực nào để mà cứu cái đất nước mình, để mà cứu mình, thấy không? Anh cứ lo đi, nghe lời cộng sản không, trong khi cộng sản là đã cả thế giới người ta đã không tin rồi, mà mình cứ còn nghe cộng sản hoài thì biết sao mình không khổ được. Chúng ta phải biết cái tiểu sử của ngài tổng thống hiện nay của chúng ta nè, là một người tài giỏi như thế nào mới gánh vác được cái đất nước này trước cái mưu ma chức quỷ của cái lũ Tàu Cộng này. Mình phải biết thì mình mới là thoát ra được, chứ còn mình không biết làm sao mình thoát được. Chỉ cần cái tòa án môi trường quốc tế người ta phán quyết là coi như mọi người phải biết được là cộng sản và Tàu Cộng là coi như là nó bị cháy túi luôn, nó không còn đồng xu nữa đó. Mà chúng ta là theo công pháp quốc tế chứ không phải là của một cái đất nước Việt Nam mình, thì Liên Hiệp Quốc là người ta đại diện cho cả bao nhiêu nước, thì cái sức mạnh của người ta phải mạnh gấp bao nhiêu nước. Đừng có nói là chính phủ về làm gì mà bắt được mấy người cộng sản này, làm gì mà bắt. Người dân nên nhớ là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đó, người ta có cả nhà tù luôn, người ta có đài phát thanh, người ta có cả nhà tù luôn, chứ người ta không có cần xài cái đồ gì trong cái một cái nước nhỏ xíu này hết trơn đó. Cho nên chúng ta phải đọc lại những cái thông cáo hoài để cho mấy người này nghe, họ hiểu. Họ phải hiểu là họ không còn cái quyền lực gì trên quê hương Việt Nam. Thì họ mới không có bị phạm tội. Chúng ta đọc cái thông cáo cuối cùng là ngày 26 tháng 5 đó. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Bell Box 2807 Anaheim, Cali 92814. Chúng ta nên biết là tất cả những thông cáo chúng ta đều có địa chỉ, có nơi, có chỗ hết. Thông cáo số mấy, ngày mấy. Nhưng mà mấy cái bọn mà lừa gạt người dân mà tự nhiên cái nói mình là thủ tướng, tự nhiên nói mình là chính phủ, mà không có một cái cơ sở nào hết. Thông cáo ngày 26 tháng 5 2021. Kính thưa đồng bào và quý đồng nghiệp, kể từ khi số phiếu trưng cầu dân ý của người Việt trên toàn thế giới bầu chọn ngài Đại Đức Quốc Công Đào Minh Quân làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa để đứng ra giải thể tạo quyền Cộng sản tại Việt Nam đã vượt qua 8 triệu phiếu,
làm cho Cộng sản Việt Nam lo sợ vì mất kính nghĩa. Chúng phải tìm cách che mắt quốc tế bằng thủ đoạn ép buộc dân chúng bầu. Năm tên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa lên từ tháng 2 2021. Từ tháng 2 là có ba cái thằng ông nội này nó lên rồi, mà tới tháng 5 mới bầu. Thì chúng ta thấy đó là một điều mà cơ bằng cả thế giới chưa có nước nào có làm cái chuyện đó. Cho dù trong các nước cộng sản nó cũng có làm tệ tới gì nữa, là đủ biết là cái bọn cộng sản Việt Nam này là nó quẫn trí tới cái mức độ nào rồi. Tự nhiên đưa năm thằng ông nội nó ra rồi bây giờ mới đi bầu, mà người dân còn không chịu thấy nữa hay sao vậy? Đó là Nguyễn Phú Trọng, chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn có bầu cho cái ông Nguyễn Phú Trọng này làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Và ông ta có nói chuyện với lại bà con chưa? Những người mà người ta muốn ứng cử đó là người ta đều phải nói chuyện với người dân đó. Rồi người nào cũng nói, rồi người dân mới lựa cái người này, cái được cái kia, rồi người ta mới chọn. Chứ đâu phải tự nhiên cái leo lên ngồi, năm thẳng ngồi trong ngóc trên trời, trên đất như vậy, thấy không? Rồi cái tên thứ hai là Nguyễn Xuân Phúc thì làm chủ tịch cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cái chữ xã hội chủ nghĩa Việt Nam á, làm chúng tôi cũng mắc cười là tại vì mấy đứa nhỏ nữa người nói là cái đó là cái gì mẹ biết không? Cái đó gọi là xuống hố cả nước á, mà thiệt đúng y hệt đi. Thiệt đúng là xuống hố cả nước luôn á. Khi mà chúng ta trở thành một quản lý của Tàu Cộng là xuống hố cả nước rồi còn nữa. Phạm Minh Chính làm Thủ tướng, Tô Lâm làm Bộ trưởng Công an và Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đầu hết là được lên có chức vụ hết trơn rồi. Đây là một trò hài lừa đảo trắng trợn. Cái này phải nói là nó coi thường người dân chứ không có lừa đảo gì hết trơn á. Nó đưa ra trước ngay mắt người dân biết rồi, nó đâu có lừa đảo đâu, mà nó phải nói là nó coi thường người dân mình đó chứ không phải là nó lừa đảo nữa. Vậy mà bọn Cộng sản Việt Nam còn cho những tên công an đến tận nhà để ép buộc người dân phải bầu cho những kẻ chưa bao giờ nói chuyện với cử tri, chưa bao giờ ra ứng cử hay tranh cử. Hành động này là sách. Bất cứ ai lợi dụng sắc phục nhân viên công lực để đe dọa hay khủng bố tinh thần của người dân là tội đại hình. Đừng có giỡn mặt nha, chưa thấy quan tài chưa đưa lại, chưa có đấu lại nha. Lúc đó là đừng nói sao tôi bị tội đại hình ha. Khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về nước, những kẻ này sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 10 ngàn Mỹ Kim. Ôi, về Tết anh va cần oxy và bị tù từ 2 đến 10 năm. Đó là cái thông cáo ngắn nhất. Và ngày 26 tháng 5 đó là để cho các anh em cộng sản phải nghe cho rõ. Còn những cái thông cáo trước á thì là nó dài hơn, nó có đủ hết những cái tên tuổi, có mấy cái tên miền Tây, mấy cái tên miền Bắc, nó có đủ hết á. Thì chúng ta cũng chịu khó nghe lại một lần để từ mai mốt đừng có nói là tôi không có cái bữa đó tôi không có coi cái video của bà Ngọc, tôi không có biết, hay là tôi không có nghe truyền thông công lý, tôi không có biết, hay là cuộc dân vận, hay tôi không có biết hả? Bây giờ là cái gì cũng phải nói quá trời luôn. Thậm chí báo Mỹ người ta đăng lên người ta khen rồi, ngay cả báo báo nước Nhật nó cũng có khen tổng thống nữa. Bây giờ chúng ta đọc cái thông cáo ngày 7 tháng 5 là tại vì tòa người ta phán tòa án môi trường phán quyết ngày 14 tháng 4
2021 mà chúng ta đến 6 7 tới tháng 5 2021 chúng ta mới tuyên bố để mà truy lùng những kẻ phạm pháp. Chúng ta nên nhớ rằng hãy chậm chừng nào đó thì lượm tiền tiền chừng nấy chúng ta chậm chứ. Tại vì cứ sau 3 tháng là cái tiền lời nó tăng lên 8%. Cho nên chính phủ không có gì mà phải suy nghĩ hết trơn. Chậm chừng nào có tiền nhiều chừng nấy thôi, không có sao hết. Còn người dân thì được bảo vệ rồi. Nó đâu có dám ăn hiếp người dân nữa đâu, phải không? Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, PO Box 2807 Anangan Kali 92814, thông báo ngày 7 tháng 5 2021, toàn dân quyết truy lùng những kẻ phạm pháp. Kính thưa toàn dân, thưa quý đồng nghiệp, theo báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thì tính đến cuối tháng 4 năm 2021 vừa qua thì tổng số vốn của Việt Nam đầu tư tại Mỹ là 546 triệu Mỹ Kim. Đây là cái vốn đầu tư nhiều nhất tại Hoa Kỳ từ trước đến giờ. Nhưng chỉ khoảng hơn 1 phần 4 tỷ Mỹ Kim mà thôi. 1 phần 2 chứ xin lỗi, hơn 1 phần 2 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Trong khi đó, theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế tại Hoa Kỳ, số ONC 201215 ngày 14 tháng 4 2021 thì những tên đầu sỏ tội ác cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Bình Minh mỗi người đều phải nợ ngài Đức Quốc Công số tiền án phạt là 20.000 triệu Mỹ Kim. Số tiền này nếu chưa trả được tính 8% tiền lời mỗi 3 tháng, tức là một quý đó, 3 tháng gọi là một quý. Nếu so sánh thì tổng số tiền của tất cả người Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ được đánh giá là nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm 2021 là 540 triệu Mỹ Kim, chỉ tương đương 1 phần 40 số tiền phạt chưa tính tiền lời của mỗi tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam thiếu nợ phải trả ngài Đại Đức Quốc Công, để ngài sử dụng trong việc chia sẻ ban phát cho đồng bào và những gia đình người Việt cần ngài giúp đỡ. Do đó, tuy những tội phạm này đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy cai trị của Cộng sản tại Việt Nam, nhưng vì thiếu nợ ngài Đại Đức Quốc Công ngập đầu nên bọn chúng có thể đào tẩu hay bỏ trốn bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả các vị tư lệnh quân khu, các chính ủy, các binh đoàn, các cấp chỉ huy quân đội và các anh em an ninh, cảnh sát, công an, bộ đội, dù đang tại nhiệm hay đã hồi hưu, đều có thể hợp tác với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, truy bắt bọn tội phạm để lập công, vừa được lãnh thưởng trong vinh dự lại còn mang lại giàu sang vinh hiển cho gia đình và dòng họ, không còn làm thân trâu ngựa cho bọn chúng. Như chúng tôi đã thông báo, dựa theo lòng khoan dung độ lượng và bản tính hào phóng của ngài Đại Đức Quốc Công, thì sau khi lấy được tiền bồi thường, ngài có thể sẽ thưởng thí ít nhất là 100 triệu Mỹ Kim. Ở trong nước Việt Nam mình chỉ nói tiền Việt Nam thôi chứ chắc không có biết nói tiền đô rồi. Nhưng mà bắt đầu mà khi mà Đệ tam Cộng Hòa trở về là cộng sản, người dân chúng ta xài tiền đô không đó. Không có xài tiền Việt Nam. Không phải là không có xài cái đồng tiền Việt Nam, nhưng mà coi như là cái đồng lương của chúng ta nó sẽ là đồng lương của nước ngoài. Chúng ta tính theo cái đồng tiền của nước ngoài chứ không còn tính theo cái ba cái đồng tiền mà gọi là
ba cái đồng tiền mã của nó. Tức là trên 230 tỷ đồng Việt Nam, dễ sợ chưa? Cho những ai có công bắt giữ hay tịch thu tài sản của bọn tội phạm này. Số tiền thưởng còn có thể gia tăng nếu các đơn vị lập được công trạng xứng đáng. Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng thông báo. Ví dụ bây giờ mình nguyên một cái lực lượng là bao nhiêu người đó, rồi mình biết là mình bắt đầu mình báo cho chính phủ, rồi là mình được được thưởng, rồi mình chia ra 230 triệu tiền Việt Nam là biết bao nhiêu tiền ông nội. Cho nên người dân mình phải biết đây là cái cơ hội cho người dân dễ kiếm tiền nhất, cho những người cộng sản công an dễ kiếm tiền nhất, cũng như là cái trường hợp duy nhất cho mọi người Việt Nam có thể kiếm được tiền một cách dễ dàng và được bình yên trên chính quê hương của mình đó. 5 phút trưng cầu dân ý là được 10.000 đô la, khỏi phải thi quốc tịch, sau này có việc làm liền trước người khác, không có nhà được cấp nhà liền luôn. Thì Tam Cộng Hòa về là thiếu gì nhà cấp cho người dân, tịch thâu mấy cái cơ quan hãng xưởng của cộng sản đó là người dân có nhà thôi. Rồi mình sẽ sau này chúng ta sẽ làm những cái ngôi nhà mà nó vừa là tập trung giống như là những cái ngôi làng đó, nhưng mà chúng ta ổn định là cả một cái đất nước luôn. Nếu các bạn nhớ là những cái hình mẫu mà về những cái ngôi làng ở Malaysia đó mà chúng ta có thấy những cái lúc mà trước đó nói về vấn đề mấy cái ngôi làng đó, gọi là làng chứ không phải là nhà quê, không phải là bằng nhà lá hay là những cái ngôi nhà bằng lá như hồi cái thời xưa thời xưa, không phải. Gọi là làng là tại vì là những cái nơi mà người ta ở cùng một cái địa phương đó, người ta sinh ra cùng ở cái chỗ đó, người ta ở chung với nhau, người ta làm việc chung với nhau và được xây dựng bằng những cái nhà lầu đài chứ không phải là những cái nhà đất đó. Thì chúng ta cứ việc, nếu mà các bạn đã biết internet thì các bạn cứ coi lại những cái chương trình của chính phủ hồi trước đó, là những chương trình mà xây những cái ngôi làng giống như những cái ngôi làng bên Malaysia đó, là chúng ta tự nhiên chúng ta có một sự cách ly, mỗi một cái vùng này tới một cái vùng kia chúng ta có một sự cách ly, và mỗi một cái vùng đó đều có những công ăn việc làm cho những người ở cái vùng đó. Người ta không phải đi xa như bây giờ mà phải tập trung lên thành phố, rồi thì, ở dưới quê thì không có ai ở hết, trên thành phố thì ở đầy nghẹt lên đó, rồi sanh ra bệnh hoạn rồi đủ thứ chuyện hết trơn đó. Rồi nó tập trung nhiều quá rồi không có được quản lý đàng hoàng nữa, nó bày ra đủ cái thứ chuyện mà tệ đoan xã hội đủ thứ hết đó. Nên chúng ta phải nhìn ra tương lai là đất nước Việt Nam chúng ta giàu hơn các nước khác. Cái mỏ dầu của mình nó có tỷ 12 lần cái mỏ dầu của Kuwait mà không giàu thì được. Nếu mà không giàu thì Tàu Cộng nó đâu có mà tìm cách nó chiếm đoạt, thấy không? Đó. Rồi đất hiếm cũng vậy. Đất hiếm á, là Tàu là nó có nhiều nhất, cho nên nó mới bán cái đất hiếm đó, nó cho các nước khác, nó mới có tiền. Và nó khai thác nhiều quá đó, thì cái không khí ở trên nước Tàu nó cũng không có, các bạn nhớ không đó. Còn đất nước của chúng ta thì là mỏ dầu lớn nhất thế giới, đất hiếm thì hạng đứng nhì thế giới, còn rất nhiều khoáng sản mà mình chúng ta chưa có khai thác nữa. Còn lúa thóc thì hạng nhất hơn nhì thế giới rồi, sau này thì chắc chắn là gạo lúa của chúng ta là đứng nhất thế giới chứ không có đứng nhì.
Tại vì sau này chúng ta sẽ trồng lúa tới 4 mùa lận, thì làm sao mà đứng nhì? Bây giờ trồng có 1-2 mùa như vậy đó mà còn đứng hàng nhì thế giới rồi. Mà mới mốt mình trồng tới 4 mùa thì làm sao mình hàng nhì được, thấy không? Đó. Cho nên chắc chắn là lúa gạo của chúng ta là hạng nhất thế giới chứ không có hạng nhì. Và chúng ta có tiền, chúng ta có những người có tài, có bằng cấp đàng hoàng, và người ta đã thành công khắp đất nước ở trên thế giới sau ngày 30 tháng 4 1975. Mà khi mà cái đồng tiền ở trong nước của chúng ta nó bằng cái đồng lương nước ngoài đó thì tội dạ gì người ta không về Việt Nam. Các bạn thấy cái chuyện đó nó rất là dễ hiểu, thấy không? Về Việt Nam rồi có quốc tịch Việt Nam là còn được chia tiền tận nguyên quốc gia nữa. Chỉ có cần trưng cầu dân ý mấy phút là có số ID là thành công dân Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái điều mà những người Việt Nam ở hải ngoại nên biết. Nên biết. Tại vì mình ở nước ngoài là cái nước văn minh mà mình còn không biết. Không biết cái mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nó thì chết rồi. Đừng có nói chính phủ này không ai biết. Mà từ 1990 đó là chúng ta đã mời tất cả những người tài giỏi của nền điện nghiệp Cộng Hòa rồi, chứ không phải mình, không phải là một chính phủ này mà lén lén ở đâu chung ra không ai biết, không phải vậy. Cho nên đừng có nói là không có biết. Khi mà chúng ta thành lập chính phủ là chúng ta mời tất cả những người tài giỏi của nền điện nghiệp Cộng Hòa rồi, đừng có nói là chính phủ này không có ai biết. Và bây giờ thì thêm cái tòa án môi trường quốc tế này, người ta tuyên bố ngài tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Đồng Minh Quân thắng kiện tàu cộng, thì tại vì mình không chịu vô tìm hiểu nên mình mới không biết thôi, thấy không? Cái đất nước của mình mà mình không chịu biết. Mình biết cái chuyện gì đâu không, mà còn cái đất nước của mình không biết, cái đời sống của mình không biết. Để chúng tôi sẽ đọc những cái luật mà đã thông báo từ ngày thông báo từ ngày 14 tháng 4 nè. Cũng là Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, Cali 92814. Cái sự vụ văn thư này thì nó cũng là hơi lâu rồi, thì nó cũng nên đọc lại cho bà con nghe. Với lại các anh em Cộng sản mình nghe, để nói là lâu quá rồi quên. Cái sự vụ văn thư này là số 2021-0502-001 trên VPTT ngày 2 tháng 5 2021, trích yếu tịch thu tài sản của Cộng sản Việt Nam phạm pháp đó. Cái này là nó chi tiết luôn ha, để đừng nói là tôi không có biết không có nhớ. Tham chiếu sắc lệnh số 002 2019-0501 trên TT do Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa ký ngày 1 tháng 5 2009, chiếu sự vụ văn thư số 2019-1212-001 trên VPTT ngày 12 tháng 12 2019, rồi căn cứ vào tòa án lệnh của tòa án môi trường quốc tế nữa tại Hoa Kỳ số ENC 201215 ngày 14 tháng 4 2021, thừa lệnh ngài Đại Đức Quốc Công Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nay Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc quyết định số 1 quyết theo hiến pháp
chiếu theo hiến pháp thì tất cả tài sản và tài nguyên của đất nước, kể cả các kho tàng trên lãnh thổ Việt Nam, đều thuộc trách nhiệm cai quản và bảo quản của một chính phủ hợp pháp do dân bầu ra. Số 2, căn cứ vào con số 8 triệu hơn trưng cầu dân ý của người Việt trên khắp thế giới đã tín nhiệm bầu chọn ngài Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là số phiếu cao nhất và nhiều nhất, đương nhiên trở thành vị lãnh đạo và là đại diện chính thức hợp pháp của nước Việt Nam. Số 3, tuy Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang cầm quyền tại Việt Nam, nhưng lý do chúng cướp chính quyền năm 1945, rồi đem quân xâm lăng miền Nam Việt Nam năm 1975, đã vi phạm Hiệp định Geneva 1954 và Hiệp định Paris 1973, gây ra bao nhiêu tang thương chết chóc cho hàng triệu người Việt Nam, là phạm tội diệt chủng chống nhân loại. Số 4, Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang cầm quyền tại Việt Nam cũng không do dân Việt bầu ra, do đó theo công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia, chúng không có quyền quản lý hay bảo quản bất cứ tài sản hay tài nguyên nào của quốc gia. Số 5, những tài sản và tư liệu hiện do Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang sở hữu chủ, xâm chiếm và cướp đoạt của dân chúng là bất hợp pháp quy, phải trả lại cho sở hữu chủ. Chúng ta phải nghe rõ những cái điều này để các bạn có thể trả lời cho những người cộng sản nếu mà họ hỏi. Vì vậy, tất cả những kho tàng tư liệu, tài nguyên, tài sản quốc gia mà Cộng sản Việt Nam đang chiếm trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều phải trao lại cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa quản trị và bảo quản. Tất cả việc thương lượng, thu mua, thu chuộc tài nguyên quốc gia và các tài sản trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa mà không được thông qua chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là trái pháp luật đó. Cho nên những người cộng sản Việt Nam trong nước đừng có mơ hồ nữa, đừng tưởng là mình vẫn còn quyền hạn, không có đâu. Cho nên tất cả việc thương lượng, thu mua, thu chuộc tài nguyên quốc gia và các tài sản trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa mà không được thông qua chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là trái pháp luật. C. Nhưng những môi giới cá nhân, cơ quan, tập đoàn, ngân hàng hay tổ chức nào hợp tác làm việc với Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong việc thương lượng, thu mua hay thu chuộc tài sản trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa mà không thông qua chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là phi pháp. D. Nếu việc thương lượng mua bán có số lượng trị giá trên 1 triệu Mỹ Kim mà không thông báo cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị coi là vi phạm trường hợp gia trọng. Những việc thương lượng mua bán tài nguyên quốc gia hay tài sản nằm trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa một cách trái phép trước ngày 2 tháng 5 2021 sẽ bị hồi tố. F. Ai công tác giúp đỡ cung cấp tài liệu để chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thu hồi được tang vật, truy tố được tội phạm sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Nếu ai lợi dụng sự thiếu vắng, không hiện diện của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam hiện nay
mà to rập với Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để thu mua thu chuộc các tài sản trong lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa là can tội đồng lõa săn đoạt trái phép. Hết tất cả những cá nhân hay cơ quan nào liên hệ đến những việc phi pháp này đều có thể bị kết tội đồng lõa. Số 1. Hallelujah. Xí hiện nay vì giá trị của những kho tàng rất lớn nên nhiều kẻ giả mạo sự quan hệ của chính phủ Việt Nam Cộng hòa và quốc tế trong các quyết định có liên can đến các kho tàng tại Việt Nam. Đây là hành động lừa gạt phi pháp và bị tội đại hình. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cũng trân trọng nhắc cho đồng bào Việt Nam, kể cả những người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên biết ba điều quan trọng sau đây. Tất cả kho tạm thời đóng để bàn giao cho chính phủ đề tam Việt Nam Cộng hòa. Những vi phạm về tài nguyên và tài sản quốc gia có thể dẫn đến tội đại hình. Ba, trong trường hợp gia trọng vì có cấu kết với ngoại bang để ăn cắp, ăn cướp hay làm tổn thất trầm trọng tài nguyên quốc gia hay tài sản nằm trên lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa có thể dẫn đến tội tử hình, những ai liên can có thể bị xét tội đồng lõa. 4. Dựa theo phán quyết của tòa án môi trường quốc tế thì các đầu sọ Cộng sản Việt Nam đều phải bồi thường cho Ngài Đại Đức Quốc Công Đào Minh Quân mỗi người là 20 tỷ Mỹ Kim. Do đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa đang tìm cách thu lại các tài sản những tên này đang có để trả nợ theo án lệnh của tòa. 5. Vì việc thu tài sản của những đầu sọ Cộng sản Việt Nam phạm pháp không thể diễn ra mau chóng, do đó chúng sẽ tìm cách phân chia cho thân nhân, con cháu hay tay sai để giấu giếm. Vì vậy, những ai tiếp tay cho bọn đầu sọ Cộng sản Việt Nam tẩu tán tài vật phạm pháp đều can tội đồng lõa và sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật. Nay Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đưa ra sự vụ văn thư này yêu cầu các cơ quan thông tin của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời phổ biến đến ngăn ngừa trường hợp những ai bị truy tố hay truy nã vì tội xâm phạm tài nguyên và tài sản quốc gia sẽ không vịnh lý do chưa biết các tin tức đã được loan tải. Trân trọng công bố Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Nói chung không có dính líu gì tới cộng sản là không có phạm pháp, và chúng ta hợp tác với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa là chúng ta được tưởng thưởng, nó chỉ có vậy thôi. Và muốn là công dân đệ tam Việt Nam Cộng hòa thì chỉ có cần trưng cầu dân ý 5 phút thì sẽ được tàu cộng nó đền cho tới 10.000 đô la một người. Sau này thì chúng tôi rất tiếc là hết giờ rồi, thì chúng tôi cũng trân trọng kính chào Ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Thủ khoa toàn phần Đại tam Việt Nam Cộng hòa Đại Minh Quân, kính yêu muôn đời của dân tộc Việt Nam, và Ngài Đệ Nhất Phu Nhân kính yêu quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc kính mến, và tất cả những người Việt toàn cầu yêu nước thương mến Ngọc Nguyễn. Chúng ta cũng chào tôi trở Việt Nam và cái của mẹ Cam Bé Tí. Bye bye. Hallelujah.